Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ ở bên nàng. Đó là lời hứa của ta. Em cứ bị mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong đó có một chàng trai bị quân lính đánh đuổi. Chị nói điều này, tin hay không là quyền ở em. Em đang có người âm theo đó. Đi theo nàng ta bao nhiêu năm nay, bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp, ta chỉ mong nàng ấy tìm được hạnh phúc cho mình thôi mà. Chuyện nhân gian sẽ có cái lý của nhân gian. Ngươi không còn là người nhân gian nữa thì đừng có xen vào. Nhưng mà ta phải ở đây để bảo vệ cho Mai, cho đến khi nàng ấy gặp được một người đàn ông tốt đã. Âm khí của ngươi sẽ hút cạn dương khí của cô ta. Nếu như ngươi còn ở lại lâu hơn, cô ta sẽ gặp nạn. Phụ mẫu đặt đâu thì ta ngồi đó. Trong chân trái tim của ta chỉ có chàng mà thôi. Kiếp này ta và chàng có duyên mà không có phận. Mà đàn phá vỡ chiếc vòng đã đến thời điểm. Mình lên phía sau càng lúc càng đông. Cha hãy chạy trước đi. Ta không bao giờ bỏ lại nàng. Nếu như còn có kiếp sau, ta nguyện ta tình chàng mãi mãi. Ngày mai công ty của chúng ta vinh dự ký hợp đồng với công ty hàng đầu mỹ phẩm của Hàn Quốc để đem sản phẩm son tơ về thị trường Việt Nam. Sếp của chúng ta đã nói tốn kém bao nhiêu tiền không quan trọng, $1,000,000 cũng chuyện nhỏ, miễn sao công ty chúng ta mời được nam thần hàng đầu của châu Á. Đó là nam thần Harry. Tôi, Phạm Hữu Thành, tôi yêu cầu các bạn không được để sơ sót dù một lỗi nhỏ. Chẳng hạn chuyện trễ giờ, các bạn có ý kiến gì không? Nếu các bạn không có ý kiến, xin các bạn một tràng vỗ tay để chào đón nam thần Harry về với công ty Hoàng Hưng Long.
chết đi rồi Lụa. Chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì? Chị thở không nổi nữa Lụa ơi. Chị em ra kêu người giúp chị nha. Khỏi đi. Tim chị bây giờ đau lắm. Đau lắm. Thở thì cũng thở không nổi. Chuyện gì? Em không hiểu. Em không hiểu là đúng rồi. Chị chưa nói sao em hiểu. Ngày hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của chị và anh ấy. Và anh ấy đã nhìn chị rất lâu. Ánh mắt của anh ấy nhìn chị sai đắm. Sao Việt Nam lại có người đẹp như cô chứ? Anh nói thiệt hả? Thiệt. Không lo làm việc. Ở đây dành cái mỏ hứng nước mưa hả? Nè, cái nhiệm vụ quan trọng của cô á, một chút xíu hoàng tử mà gặp công chúa. Cô đóng vai nô tỳ. Cô cầm cái này coi. Cầm. Cô chạy vô, cô đuôi hoàng tử. Khi hoàng tử gặp công chúa, hoàng tử mở cái hộp này ra, lấy cái son môi quá lên cái môi ở công chúa. Lúc đó cô phải chạy ra khỏi khung hình liền. Vì sao? Vì đó hoàng tử công chúa đang hôn nhau. Cô đứng trong khung hình hả? Vô một cọng tóc, con chết cho tôi, biết chưa? Làm việc đi. Trời ơi, vậy mà cái con voi rừng tánh linh tự nhiên nó xuất hiện. Trời đất ơi, voi thì nó ở trên rừng đi, nó xuống đây chi cho nó quậy người ta vậy hả? Nỡ lòng nào ngăn cản cái nụ hôn nồng cháy của anh dành cho chị. Đã vậy rồi còn bắt chị chứng kiến cái cảnh mà ảnh hôn người khác nữa. Trời ơi, làm sao chị chịu nổi. Trời ơi, chắc tôi điên quá. Nghĩ làm sao vậy hả? Chết chết chết. Chết luôn ơi. Ê, thấy hôm nay cái tóc chị sao luôn? Trời ơi, làm sao mà có thể làm cái đầu như con điên vậy trời. Make up làm sao? Quê quá đúng không? Ờ. Trời đất ơi, mọi người make up màu đen lắm mà sao bây giờ make up kỳ vậy? Hạ nó xuống, nhẹ xuống lại là được đúng không? Ủa sao nay núi non đâu hết trơn rồi ta? Phụ. Được rồi. Lên rồi. Không sao. Khó thở chút. Nhưng mà quyến rũ là được rồi. Còn thiếu vòng ba nữa. Quyến rũ. Được rồi. Chị đi với tình yêu của chị nha. Chị đi nha Lụa. Chị đi nha Lụa ơi. Chị đi nha Lụa ơi. Cậu yên tâm đi. Có tôi ở đây là mọi chuyện suôn sẻ, không xảy ra một xíu sức nhỏ nào. Yên tâm, yên tâm. Nghe máy đi. Nghe máy đi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Xin lỗi. Alo. Alo, sếp hả sếp? Không ổn rồi, chết thiệt rồi sếp ơi. Nói đi, tôi không có nhiều thời gian để chém gió với cậu. Dạ, em hiểu. Em biết sếp là một người sống rất là nguyên tắc, làm việc rất là nguyên tắc. Nhưng mà em xin lỗi sếp, tại vì em không hoàn thành nhiệm vụ được. Nhưng mà là chuyện gì? Sếp ơi, em mới vừa nhận được thông tin của quản lý cô Tiêu Châu. Nói là cổ sẽ không đến, bởi vì cổ mới vừa mọc cái một mụn như cái mỏ. Đó là cái mỏ sưng trù dù. Và cổ không muốn gặp Harry cái mỏ con chim như vậy. Giờ sao sếp? Tôi cho cậu 20 phút, phải tìm cái phương pháp nào thế ngay cho tôi. Sếp ơi, sếp, em đâu phải là siêu nhân hay là khổng lồ xanh gì đâu sếp. Sếp cho em thêm thời gian được không? Cậu đã mất một phút rồi đó. Ơi, alo, sếp. Mất một phút rồi. Lại một phút nữa là 2 phút rồi. Bây giờ tìm người thế. Ai đây? Má ơi. Không, má mình không được. Tìm người khác. Thank you.
Trời ơi, bà này cũng có luôn hả? Bậy quá. Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ tìm đâu ra bây giờ? Ôi ơi, tìm ở đâu ra đây? Em ở đâu? Giờ này em đang ở đâu? Trời ơi, mặt xấu quá không được. Em ở đâu? Giờ này anh đang kiếm cái mặt của em. Không được. Đẹp nhưng mà lớn tuổi quá. Còn non quá. Ôi, cô kia. Cô là ai mà lén la lén lút đi lang thang trong công ty của tôi vậy? Quay ra đây coi. Nhẹ nhàng bước đến đi qua nhẹ nhàng nơi đây vậy? À, em là lụa nè anh. Em lụa mỗi ngày hay lấy khăn giấy cho anh đó. Anh bị sao vậy? Lụa cái gì? Bé đừng có đùa với anh. Dạ à, em là nhân viên mới. Hôm nay em mới đi làm buổi đầu tiên. Giỡn cho anh đang làm công chuyện. Ôi, đứng lại! Dạ? Giữ nguyên cái nét mặt đó cho anh! Không ai muốn hết trơn á, giống như mình dọn mâm cơm ra. Mà mình dọn đồ ăn xong hết trơn á, mình lấy cơm ra. Lúc mà mình nhớ là mình quên cắm nồi cơm điện, nên giờ không có cơm ăn. Tôi muốn làm việc với cô ấy.
Tiếp theo, chúng ta sẽ quay tới cái phân đoạn này. Đó, hai người gặp nhau. Ăn không? Cho anh nè. Thức ăn này chưa kiểm nghiệm, anh không nên ăn. À, không sao đâu. Mọi người cứ lui lại đi. Lúc nào cũng bị canh chừng như vậy, anh không thấy bị mất tự do hả? Đó không phải là canh giữ, mà là bảo vệ. Mà nếu có một người nào đó bán tự do thì tôi sẽ dồn hết tất cả số tiền tôi có để mua lấy. Anh chắc không? Ừ. Vậy nếu tôi bán tự do cho anh thì sao? Bộ không tin tôi hả? Mấy bạn ơi, xin chữ ký Harry hả? Lại đây nè, lại đây, lại đây. Tôi không nghĩ cô có thể nhanh như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bán tự do cho anh mà. Hên đi đâu? Hên đi đâu? Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Đâu hết trơn rồi? Chờ không có diễn viên. Thấy lấy cái gì tôi quay? Hả? Hả? Ê! I hope it rains. I want a downpour to flood me again, to soak me through. Mom. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó hoài được không? Mà tôi nghĩ anh rồi cũng như những người khác thôi, ai rồi cũng chê tôi mập.
Tôi ăn nhiều, tôi nói nhiều, tôi... ý tôi là có bao giờ trong cuộc đời của anh nghĩ là anh sẽ có một bạn gái vừa mập vừa lùn không? Xin lỗi nha, tôi không biết tôi đang nói gì nữa. Tôi sẽ yêu nếu người ấy xinh đẹp như cô. Đói bụng nữa rồi. Hay là hai đứa mình đi ăn nữa đi nha. Đi. Sau khi gặp anh, em mới phát hiện là nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy nữa. Sau nụ hôn này, lớp son sẽ trôi đi. Và những điều diễn ra sau đó là một sự lừa dối đến nghẹn lòng, phải không anh?
yêu ai. Lộ, làm gì tự nhiên vô toilet ta xả rác như vậy cưng? Mới bị giật hụi hả cưng? Hử? Trời ơi, cuộc đời mà có bao lâu đâu mà buồn hoài với cưng. À, biết rồi. Nhìn cái kèo này là chỉ biết liền. Mới xin nghỉ một tuần đi chơi, cho nên là bây giờ quay lại làm việc cảm thấy buồn bã, cảm thấy lười biếng, đúng không? Nhớ không? Vậy chứ vụ gì? Trời ơi, chị nghĩ mà một người mà thân hình như em thì chỉ có làm biếng nó mới buồn thôi. Cái này đâu buồn. Anh ấy muốn hôn em. Oh my god. Lũ ơi, mình là con gái đó mà được trai hôn á là mình phải vui sướng, phải hạnh phúc chứ em. Đừng nói với chị là người yêu của em có vấn đề gì đó về răng miệng nha cưng. Dạ không, anh ấy làm con tim em thổn thức. Ai? Kể chị nghe đi, để chị biết chị vui lây. Dạ. Ai vậy? Ai mà thích ăn thịt khột vịt vậy? Dạ. Ai? Anh Harry. Harry! Oh my god. Lụa ơi, em bị vậy lâu chưa lụa? Ba má em biết chưa? Ủa, dám tư tưởng tới Harry luôn. Khủng khiếp thật. Nhưng mà không sao, chị thông cảm với em. Em mê Harry cũng đúng thôi. Bởi vì Harry đẹp trai quá mà, Harry có sức hút quá mà. Nhưng chị mà còn mê, không gì là em, đúng không? Nhưng mà chị nói nghe nè, thương lắm mới nói Harry người ta đẹp trai, với lại người ta ở trên cao lắm, còn hai đứa mình á ở dưới thấp, cho nên là không có giới tới ảnh được đâu, hiểu không cưng? Bớt đu dây điện lại đi, em là lụa nha chứ không phải Miu, hiểu không? Thôi chị đi nha, ở lại dọn dẹp vệ sinh đi. Đi nha cưng. Em chào anh. Ngày mai là ngày cuối cùng anh làm việc ở Việt Nam rồi. Anh nhìn thử xem Việt Nam đẹp lắm phải không? Tôi chỉ ước tôi chưa từng tới nơi này. Vì sao? Vì nơi này đã mang cho tôi những gì tôi chưa từng có. Và ngược lại. Có khi nào anh nghĩ á là anh có thể quen một cô gái người Việt Nam không? Sao cô lại hỏi tôi câu này? Thì đó là câu hỏi. Anh có thể trả lời là có hoặc không. Việt Nam rất đẹp khi ở bên cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy từ mắt nhìn đầu tiên. Cho dù thời gian rất là ngắn, nhưng tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc và tự do. Riêng tôi có thể bán tự do cho người khác, nhưng với bản thân mình á thì đó chỉ là niềm mơ ước thôi. Có phải cô đang yêu một người? Tôi
tôi không còn là chính mình khi mà đứng trước anh ấy nữa. Cuộc sống không cho phép mình có quá nhiều sự lựa chọn, cho nên mình phải biết chấp nhận. Tặng cô này. Cảm ơn cô đã lắng nghe tâm sự của tôi. Khỏi chiếc giỏ, óc mượn hồn vĩnh viễn sẽ không bao giờ được sống với chính bản thân nó dù chỉ một lần. Giờ thì tôi đã hiểu, tình yêu là một điều gì đó kỳ lạ lắm. Nó khiến con người ta có thể làm tất cả, thậm chí là lừa dối chính tâm hồn của mình, để rồi cuối cùng không ai khác, chính bản thân mình sẽ làm mình đau đớn. Dài bao lâu, cả những con đường hay những món ăn cũng không còn mãi. Anh mãi miết với ngày thật lâu, lâu về sau. Em thì vẫn ngồi thần thơ, em mơ thật lớn. Sao em không quên, không quên nhớ nhung? Tuy lâu nhưng em vẫn hình dung, vẫn sẽ giết bên. Bài ca em nhớ anh, sao em không quên, không quên món ăn tuyệt cay hay rất ngon. Nhưng đôi khi đi bên anh thế thôi, là trong lòng phơi phới. Tôi sẽ là con ốc mượn hồn can đảm nhất trên thế giới. Sau nụ hôn này, sau khi lớp son tơ trôi hết đi, tôi sẽ không còn là công chúa Bạch Tuyết nữa. Chắc là anh ấy sẽ bỏ chạy ngay khi thấy tôi trong hình dạng của cô lụa mập mạp và thô kịch. Nhưng đây là quyết định nghiêm túc nhất trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ đón nhận tình yêu này, nụ hôn này, một lần nữa. Ngày tháng dài bao lâu, cả những con đường hay những món ăn cũng không còn mới. Anh mãi miết với ngày thật lâu, lo về sau. Đi bên anh thế thôi.
Thật ra thì hạnh phúc đơn giản và gần lắm, mà đôi lúc chúng ta cứ muốn chạy lên trời để đi tìm. Con gái ơi, thanh xuân ngắn ngủi như một cơn mưa rào vậy. Hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, xinh đẹp hơn. Tiền có thể không nhiều, nhưng son tơ thì nhất định phải có một cây nha.